Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 4 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 211, nay là đường quốc lộ 4A, kết nối từ thị trấn Trà Lĩnh qua xã Sơn Nội và xã Quang Trung đến thị trấn Trùng Khánh là công trình trọng điểm. Việc nâng cấp tuyến đường đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân huyện Trùng Khánh cũng như các huyện lân cận. Công trình sẽ phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2021. Vượt qua những khó khăn ban đầu, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vươn lên làm giàu, nhiều cựu chiến binh đã phát triển kinh tế trang trại, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Phản ánh của phóng viên về một cựu chiến binh đã trồng 400 gốc cam, quýt, bưởi da xanh, hàng trăm con lợn thịt ở xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh. Công an tỉnh Cao Bằng vừa phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 40 bánh heroin. Mở rộng điều tra, ban chuyên án lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán ma túy. Tối ngày 10 tháng 4, tại nhà văn hóa tổ 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sông Hiến, thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ông bà là ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã công bố danh sách lý lịch trích ngang của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, bà Đoàn Thị Lê An, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông Hoàng Văn Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 3 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri Tổ dân phố 11 phường Sông Hiến đã nhận xét bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên, đánh giá bản thân và gia đình 5 ứng cử viên luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có lối sống giản dị, chân thành, đoàn kết, gần gũi, gắn bó với bà con xóm phố. Các ứng cử viên mặc dù công việc bận rộn nhưng đều tích cực tham gia các phong trào và hoạt động của địa phương. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Đoàn Thị Lê An, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như tiếp thu những ý kiến nhận xét, đóng góp của cử tri. Nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, bản thân bà và các ông bà được giới thiệu ứng cử sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với quần chúng, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Hội người cao tuổi phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội người cao tuổi phường Duyệt Trung hiện có 246 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Những năm qua, Hội người cao tuổi phường phối hợp tổ chức các đợt khám sức khỏe, cấp phát thuốc cho 114 cụ, tuổi từ 80 tuổi trở lên. Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được triển khai có hiệu quả, tích cực nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nêu gương sáng xây dựng con người mới, gia đình học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ năm 2016 đến năm 2020, Hội người cao tuổi phường đã tổ chức mừng thọ cho 2 cụ 100 tuổi, 3 cụ 90 tuổi, tặng quà mừng thọ cho 38 cụ ở các độ tuổi 70, 75, 80, 85 và 95 với tổng số tiền gần 12 triệu đồng. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia luyện tập, nâng cao sức khỏe. Hội viên Hội người cao tuổi phường Duyệt Trung luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân, con cháu chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Liên tục nhiều năm, Hội người cao tuổi phường đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, nằm trong top đầu các đơn vị thuộc Hội người cao tuổi của thành phố. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội người cao tuổi phường Duyệt Trung tiếp tục đoàn kết tập hợp đông đảo người cao tuổi của phường và tổ chức hội, xây dựng hội vững mạnh, phát huy trí tuệ của người cao tuổi, tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương. Đại hội đã bầu ban đại diện Hội người cao tuổi phường Duyệt Trung khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nằm trong đợt huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Quảng tổ chức cho dân quân tự vệ giúp nhân dân mở mới đường dân sinh tại xóm Bản Láp, xã Quý Quân. Tại buổi ra quân, 40 dân quân tự vệ cùng cán bộ viên chức Ủy ban Nhân dân xã Quý Quân và nhân dân đã tiến hành mở mới đường vào nhà các hộ đồng bào dân tộc Mông, Giao từ xóm vùng cao Lũng Đẩy, Hạ Sơn xuống xóm Bản Láp định cư. Tuyến đường có chiều dài gần 1.000 mét, rộng 1,2 đến 1,5 mét. Khai thông đường dân sinh là chủ trương của chính quyền địa phương được nhân dân mong chờ từ nhiều năm qua. Con đường hoàn thành giúp các hộ dân đi lại thuận tiện, yên tâm phát triển kinh tế. Đây là hoạt động hàng năm của lực lượng dân quân tự vệ, mỗi mùa huấn luyện, góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 21, nay là đường quốc lộ 4A, kết nối giữa thị trấn Trà Lĩnh và thị trấn Trung Khánh, là một trong những công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hiện nay, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2021. Dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 211 Trà Lĩnh - Trùng Khánh được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư cuối năm 2017 với tổng chiều dài toàn tuyến là 28 km, trong đó tuyến chính 27,6 km và tuyến nhánh hơn 400 m. Tổng mức đầu tư 283 tỷ đồng, gói thầu xây lắp 213,2 tỷ đồng do Liên Xanh Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 568 thực hiện thi công 21 km, giá trị hợp đồng 170,7 tỷ đồng. Và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Anh Long thực hiện 7 km, giá trị 42,5 tỷ đồng. Theo thiết kế, tuyến đường có quy mô đầu tư nâng cấp thành đường cấp 4 miền núi, mặt đường rộng 5,5 m, nối liền từ thị trấn Trà Lĩnh qua xã Xuân Nội và xã Quang Trung đến thị trấn Trùng Khánh. Công trình khởi công từ tháng 6 năm 2020, theo kế hoạch đến ngày 10 tháng 6 năm 2022 hoàn thành. Hiện nay, nhà thầu đã đề nghị chủ đầu tư chấp thuận điều chỉnh đưa công trình vào sử dụng trước thời gian là 6 tháng. Dự án đường tỉnh lộ 211 được bố trí đầu tư từ nguồn vốn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, sử dụng cho các chi phí xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, kiểm toán và vốn đối ứng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Để dự án triển khai đúng tiến độ, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao trên 8 hectare mặt bằng sạch, với tổng giá trị đền bù trên 26 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công công trình. Trong quá trình triển khai thi công dự án cũng gặp một số khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, việc di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi thi công như hệ thống đường điện, viễn thông, đường ống cấp nước sinh hoạt do các đơn vị quản lý di rời còn chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là việc triển khai thi công đào đắp nền đường. Đến nay, dự án đã thực hiện đạt khoảng 60% khối lượng gồm thi công xong việc đào đắp nền đường, khoan nổ mìn pha đá, giải lớp cấp phối đá răm, hoàn thành cơ bản lớp móng dưới. Mà nhà thầu đã thi công thì nhà thầu đặc biệt chú trọng đến yếu tố chất lượng. Không riêng cái tiến độ với tiến độ nhà thầu là cam kết với chủ tư là rút ngắn 6 tháng so với lại hợp đồng. Hợp đồng tiến độ là theo hợp đồng là kết thúc ngày 10 tháng 6 năm 2022. Nhà thầu cũng đã trình lên cũng đề nghị trình lên chủ tư, có văn bản gửi chủ tư và được chủ tư chấp thuận là sẽ rút ngắn lên công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Về chất lượng thì nhà thầu cũng phối hợp chặt chẽ với lại chủ tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thí nghiệm, quản lý rất chặt chẽ các cái từ vật liệu đầu vào đến các cái quy trình thi công và nghiệm thu, cam kết là chất lượng đảm bảo. Để phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2021, chủ đầu tư đã tăng cường giám sát thi công, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nguồn nhân lực, thiết bị máy móc tập trung thi công công trình. Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ đối với các hạng mục như cầu, cống thoát nước, kè trước mùa mưa lũ, phấn đấu hoàn thành khối lượng và giải ngân vốn đúng kế hoạch đề ra. Dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng, kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần tư tưởng của Bác, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm.
chi bộ xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng đã phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách nghiêm túc, sáng tạo, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, diện mạo thôn xóm ngày càng khởi sắc. Xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào có 132 hộ với 540 nhân khẩu, chi bộ hiện có 52 đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm chi bộ quán triệt đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng đảng viên trong chi bộ và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc nêu gương, mạnh dạn đóng góp ý kiến trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Chi bộ xóm cũng luôn xác định rõ vai trò của mình trong việc lãnh đạo, quản lý, theo dõi nhiệm vụ đảng viên, từ đó có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem đây là một trong những yếu tố để đánh giá xếp loại cuối năm. Định kỳ hàng tháng, chi bộ thực hiện quy định sinh hoạt vào ngày 30. Bí thư chi bộ tham gia giao ban đoàn thể vào ngày 15 hàng tháng. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi họp để tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các chương trình an sinh xã hội. Là một xóm thuần nông, nguồn thu nhập chính của các hộ dân là từ sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, căn cứ nghị quyết của Đảng ủy xã, các quyết định của Ủy ban Nhân dân xã về phân bổ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, chi bộ đã cụ thể hóa bằng nghị quyết của chi bộ để tổ chức thực hiện, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xác định cây thuốc lá là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm đã tập trung đầu tư khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, mở rộng diện tích. Năm 2020, với diện tích thuốc lá được giao là 31,9 ha, xóm đã thực hiện được 32 ha, đạt 103% kế hoạch. Ngô ruộng và dẫy, diện tích giao 20 ha, thực hiện 21,1 ha, đạt 105,5% kế hoạch. Lạc, diện tích giao 23 ha, thực hiện 9,23 ha, đạt 40,1% kế hoạch. Lúa mùa, diện tích giao 52 ha, thực hiện 52 ha, đạt 100% kế hoạch. Sự nhiệt tình, trách nhiệm cao thì nhân dân Bản Hà sẽ tiếp tục phát huy được cái truyền thống, tức là đoàn kết, rồi thì văn hóa, xong là xây dựng xóm Bản Hà ngày càng tiến bộ, trở thành xóm kiểu mẫu, trong là phấn đấu chi bộ đạt trong sạch cũng phải tiêu biểu trong năm 2021 này. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua chi bộ xóm Bản Hà đã phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, tích cực vận động nhân dân trong xóm đóng góp công sức, tiền, vật chất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ gia đình, đảng viên đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền ngày công làm đường giao thông nông thôn. Từ năm 2016 đến năm 2017, xóm đã được nhà nước đầu tư hai tuyến đường nội đồng với chiều dài 2 km, rộng 5 m. 93 hộ nhân dân hiến nhượng đất khoảng hơn 5.000 m2 đất, trong đó có 36 đảng viên của chi bộ. Riêng năm 2018 đến năm 2020, được nhà nước đầu tư thêm một tuyến đường giao thông nông thôn dài 600 m, rộng 3 m và 5 tuyến mương nội đồng dài khoảng 2 km. Nhà nước hỗ trợ đầu tư xi măng làm đường ngõ xóm, nhân dân cũng như đảng viên trong chi bộ đã hăng hái tự giác nhượng đất và giúp nhau ngày công lao động làm đường được hơn 500 công. Đến Bản Hà, xã Ngọc Đào ngày nay, đường giao thông trong thôn cơ bản được bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, bộ mặt nông thôn mới đổi thay rõ rệt. Các tổ chức đoàn thể tại thôn duy trì tự quản vệ sinh hàng tháng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Phong trào xây dựng quỹ khuyến học, các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa được nhân dân trong thôn hưởng ứng và tích cực thực hiện. Đời sống văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bà con yên tâm phát triển sản xuất, đời sống ngày càng được nâng cao.
chi bộ là luôn giữ được chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu được các cấp tặng và khen, và các đồng chí đảng viên là luôn giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Về kinh tế của toàn dân thì nhân dân rất là ổn định, phát triển kinh tế xã hội là an ninh quốc phòng luôn được đảm bảo, là tập trung vào phát triển kinh tế chăn nuôi và trồng cây thuốc lá, thuốc chất lượng cao. Về các việc học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về học tập làm theo tấm gương của Bác, thì trong các buổi sinh hoạt thì bản thân tôi, cương vị là một bí thư chi bộ, luôn lồng ghép những cái nội dung học tập tấm gương theo Bác, là trong các buổi sinh hoạt chúng tôi đều có kiểm tra, kiểm điểm từng đồng chí đảng viên, những chỗ làm được và những chỗ không làm được, nếu có lệch lạc về sai trái, về tư tưởng, về đạo đức lối sống thì chúng tôi cũng cả có uốn nắn kịp thời, đồng thời cũng là để chỉnh đốn cho các đồng chí đảng viên là làm tốt là tư cách là người đảng viên. Cái thứ hai nữa là về công tác phát triển kinh tế thì bản thân tôi cũng là một bí thư chi bộ, cũng là hàng tháng hàng quý đều ra nghị quyết để thực hiện, là lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân trong xóm là luôn hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch của xóm, của xã mà giao cho. Là về phát triển kinh tế thuốc lá và tất cả các loại mục tiêu thì chúng tôi trong các năm vừa qua đều đạt và chỉ vượt chỉ tiêu trên giao, mà xóm cũng là đạt 5 năm liền làm văn hóa cấp huyện, là chúng tôi cũng thành tích đã đạt được, là chúng tôi cũng là điều sự cố gắng học tập và làm theo tấm gương của Bác. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 99% trở lên, tập thể chi bộ đạt hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của xóm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Hiện toàn xóm chỉ còn 10 hộ nghèo. Trong xóm xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, nhiều gương điển hình trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập từ 100 triệu đồng một năm trở lên, như các hộ Lưu Thị Sóng, Hoàng Thị Liền, Đàm Thị Thuyên, Chu Văn Bảy. Làm hộ sáng đào, thời điểm hiện nay là có 20 chi bộ với 682 đảng viên, là từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 thì Đảng ủy đã ra nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng, và thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về công tác xây dựng đảng, mà các đồng chí hàng năm đều làm cái thực hiện đạt cái chỉ tiêu trên giao, mà các đồng chí cũng lựa chọn rất là kỹ càng, nhất là các về cái quần chúng mà ưu tú đưa vào trong hàng ngũ của đảng, mà để làm sao mà giúp cái chi bộ hoàn thành cái tốt nhiệm vụ trở lên. Và một cái điểm nữa là về cái công tác quốc phòng an ninh thì xóm luôn luôn là quán triệt, luôn luôn về cái tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành tốt của đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ là luôn luôn năng nổ, nhiệt tình, là sẵn sàng cái là hy sinh cái công việc nhà để là cái làm cái thực hiện nhiệm vụ của xóm trước. Nên ra là về cái công tác chỉ đạo rất là quyết liệt, mà các chỉ tiêu của phát triển kinh tế xã hội của xã là giao cho chi bộ là luôn luôn hoàn thành, là đạt và vượt mức kế hoạch là hàng năm. Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, chi bộ xóm Bản Hà luôn có được lòng tin của nhân dân, là một trong những điển hình của xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Vinh dự được Đảng ủy xã Ngọc Đào chọn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Trùng Khánh đã là động lực vượt khó vươn lên làm giàu của các cựu chiến binh. Trong đó, cựu chiến binh Hoàng Văn Hiệu ở xóm Nà Rầy, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh là một tấm gương điển hình như vậy. Anh Hoàng Văn Hiệu sinh ra và lớn lên tại xóm Nà Rầy, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh. Năm 1981, anh nhập ngũ đóng quân tại tiểu đoàn 18, sư đoàn 311, quân đoàn 26. Tuy không có thời gian phải chiến đấu trên chiến trường, song môi trường quân đội đã rèn luyện anh trở nên bản lĩnh, ý chí vượt qua gian khó trước mọi thử thách, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trải qua quá trình huấn luyện và rèn luyện,
năm 1984, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 1985 được xuất ngũ trở về địa phương. Trở về địa phương với bao khó khăn khi vợ chồng ra ở riêng và lần lượt hai người con ra đời. Nhưng phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, anh luôn trăn trở, nỗ lực tìm cách làm kinh tế để trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Được 600 mét vuông đất trồng lúa, ngô chỉ đủ ăn. Năm 1996, anh vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp huyện số tiền khá lớn, mua 1.000 mét vuông đất và tập trung phát triển chăn nuôi. Có đất, có vốn, cuộc sống gia đình đã ổn định, có thu nhập. Năm 2001, anh Hiệu tiếp tục vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp huyện 3 triệu đồng. Cùng với số tiền tích cóp được để mua máy sát, phục vụ chăn nuôi cho bà con trong xã và các vùng phụ cận, đồng thời mở rộng trang trại chăn nuôi lợn thịt và lợn nái. Năm 2004, anh đã thành lập doanh nghiệp thương mại Hiệu Hân. Vốn là người năng động, năm 2007, nhận thấy nhu cầu của người dân đi lại và sự phát triển của xã hội, anh Hiệu đã quyết định mở cây xăng để phục vụ xăng xe cho người dân và kinh doanh thêm mặt hàng phân bón và máy nông cụ, thức ăn chăn nuôi, con giống. Bên cạnh đó, anh đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất phát triển kinh tế, thực hiện mô hình kinh tế trang trại và kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tạo việc làm cho người lao động. Năm 2017, đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiệu Hân. Trải qua quân đội, thế thì tôi cũng suy nghĩ rằng là về cái cuộc sống gia đình ấy, tất nhiên là mình cũng có cơm ăn áo mặc, nhưng mà vì cái đồng đội của mình còn nhiều anh cũng là chưa được cả trọn vẹn lắm. Thế thì tôi mới thành lập công ty để tạo công ăn việc làm cho anh em, đồng thời là cũng giúp anh em trong quân ngũ và đồng đi cùng nhau về, những các con bây giờ là cũng về đây làm để có công ăn việc làm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Hiệu còn giúp đỡ tạo việc làm cho hơn 10 lao động với mức thu nhập trên 5 triệu đồng một người một tháng. Anh Hoàng Văn Trác gắn bó với công việc lắp ráp máy nông cụ trong nhiều năm qua, đã an tâm với thu nhập của mình. Tôi làm việc trong môi trường đây cũng được khá lâu rồi, cũng khoảng 4-5 năm rồi, thì thu nhập cũng ổn định, ngoài cái mức lương hàng tháng công ty chi trả còn được hưởng các khoản ưu đãi của công ty. Còn về bữa trưa thì ăn ở đây, còn lương thu nhập hàng tháng tôi cũng được 5 triệu đồng một tháng cho một người. Anh Hiệu chia sẻ thêm, năm 2016, anh là một trong 7 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chọn cử đi tham quan mô hình kinh tế tổng hợp tại Hàn Quốc. Trở về, anh đã quyết định chuyển đổi số đất từ trồng lúa ngô sang trồng cây ăn quả. Để có được giống cây tốt, anh Hiệu đã về tận Viện Nông nghiệp Việt Nam để mua 400 gốc cam quýt bưởi da xanh. Đồng thời, anh luôn tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi trong huyện, tỉnh và qua sách báo. Đất đã không phụ công người. Năm 2020, vụ quả đầu tiên đã cho thu hoạch trên 120 triệu đồng. Dự kiến từ năm 2021 trở đi, sản lượng quả mỗi năm sẽ tăng. Tổng thu nhập từ mô hình kinh doanh xăng dầu, vật tư nông nghiệp và cây ăn quả, mỗi năm trừ đi chi phí, gia đình anh thu được gần 700 triệu đồng. Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, anh Hiệu còn được biết đến là đảng viên gương mẫu, nhiệt tình tham gia hoạt động hội cựu chiến binh và phong trào đoàn thể của xóm, xã, quan tâm tới công tác từ thiện. Anh cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, ứng trước phân bón và máy nông cụ để bà con yên tâm sản xuất. Hiện nay, toàn huyện đã có 185 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có 10 hội viên đạt danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Một trong những tấm gương tiêu biểu là cái mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp của hội viên ấy là Hoàng Văn Hiệu, hội viên cựu chiến binh xã Đức Hồng. Anh đã từ là mô hình chăn nuôi lợn nái, sau đó là phát triển lên ấy là bán các loại máy móc nông nghiệp phục vụ cho bà con nông dân trong toàn huyện. Các loại hình kinh doanh của anh ấy thì đạt hiệu quả rất là tích cực, là cái tấm gương tiêu biểu để cho hội cựu chiến binh trong toàn huyện nói theo. Với những nỗ lực quyết tâm làm giàu, cựu chiến binh Hoàng Văn Hiệu là một tấm gương sáng về tinh thần vượt lên khó khăn,
quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Anh nhiều lần được tỉnh, huyện biểu dương khen thưởng là cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, nêu gương cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Công an tỉnh Cao Bằng vừa phá thành công chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 40 bánh heroin. Vào lúc 22 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2021, tại xóm Cấp Vườn, xã Sóc Hà, huyện Hào Quảng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Công an các huyện Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lâm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phá thành công chuyên án 221C đấu tranh với tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Bắt quả tang 3 đối tượng là Vàng A Ca, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xóm Phiêng Đăm, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Hoàng Văn Sông, sinh năm 1990 và Hoàng Văn Sinh, sinh năm 1992, cùng trú tại xóm Nam Mí, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Vật chứng thu giữ 40 bánh heroin, 2 xe máy và một số đồ vật tài liệu có liên quan. Mở rộng điều tra, ban chuyên án khẩn trương tiến hành bắt giữ 2 đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán ma túy. Hiện, ban chuyên án đang tập trung đấu tranh làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Hòa An vừa bắt đối tượng truy nã Hoàng Thị Chất, sinh năm 1950, trú tại phường Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú, nay thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội tham gia mua bán người sang Trung Quốc. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hoàng Thị Chất khai nhận, vào khoảng đầu năm 1994, đối tượng Chất cùng với một người tên là Kim, không rõ thân nhân cụ thể, trú tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú, vượt biên sang Trung Quốc. Đi cùng với Kim là cháu gái 16 tuổi không rõ nhân thân lai lịch. Khi sang đến Trung Quốc, đối tượng Kim bán cháu gái cho một người phụ nữ tên là Thái với số tiền 1.100 nhân dân tệ, trong đó đưa cho đối tượng Chất 400 nhân dân tệ. Sau khi nhận tiền, đối tượng Chất đã chuyển đi sinh sống tại Trung Quốc. Đầu tháng 4 năm 2021, đối tượng quay trở lại Việt Nam qua địa phận Cao Bằng, bị cơ quan chức năng đưa vào cách ly tại trường trung cấp nghề cơ sở 2, phố A, thị trấn Tương Hai. Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa An đã phát hiện bắt giữ đối tượng Chất, hoàn tất các thủ tục hồ sơ để bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc xử lý trước pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Tuần tới, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý. Theo đó, công tác chuẩn bị của các cấp các ngành triển khai đúng tiến độ, đảm bảo quy trình theo quy định. Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 3 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020, xác định chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện 3 nghị quyết giai đoạn 2021-2025. Khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 3 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Cũng trong tuần tới, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra công nhận tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và một số sự kiện đáng chú ý khác. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2021. Sau khi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1, hội nghị nghe ý kiến thảo luận của các địa phương, Thường trực Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy về nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và 9 tháng năm 2021. Ngày 13 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, làm việc với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Đoàn công tác của Tỉnh ủy sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2021 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 02 CTTU ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo
đến kiểm tra thu nhận tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Theo đó, sẽ thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra tại 9 huyện, thành phố gồm thành phố Cao Bằng, Hà Quảng, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Đoàn kiểm tra nghe báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai và kết quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học cấp huyện trong giai đoạn vừa qua, tập trung vào năm 2020, trao đổi, làm rõ những nội dung phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Cao Bằng. Ngày 15 và ngày 16 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng sẽ triệu tập các thành viên tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức hội nghị, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục và sự tham gia của đông đảo cử tri. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử. Ngày 15 tháng 4, tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 3 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020. Theo đó, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 03 NQTU ngày 19 tháng 5 năm 2016 về lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết số 05 NQTU ngày 4 tháng 7 năm 2016 về lãnh đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016-2020 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 19 tháng 10 năm 2016 về lãnh đạo xây dựng lực lượng công an xã giai đoạn 2016-2020. Hội nghị xác định chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện 3 nghị quyết giai đoạn 2021-2025. Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 3 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thực hiện kế hoạch tiếp nhận, phân phối sử dụng vaccine phòng chống COVID-19 giai đoạn 2021-2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Sở Y tế Cao Bằng sẽ tổ chức hội nghị triển khai sử dụng vaccine phòng COVID-19 và tập huấn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, triển khai kế hoạch tiếp nhận, bảo quản và phân phối vaccine COVID-19 tỉnh Cao Bằng, hướng dẫn công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tiêm chủng và các vấn đề liên quan, kế hoạch truyền thông và định hướng về những nội dung truyền thông về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thông tin thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.